Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm bánh chuối da lợn. Bánh ăn dẻo ngọt, có độ giòn nhẹ, mùi chuối thơm hòa quyện cùng với lại vị béo của nước cốt dừa rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm cái món bánh chuối hấp này các bạn, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là khoảng 700g chuối. 700g chuối tính không tính vỏ nha, thì nó cỡ khoảng 8 đến 9 trái các bạn ha, 8-9 trái. Và chuối thì mình lựa là nãy sim, chuối sim, sim đen và chuối chín nha các bạn, ăn thì nó mới ngon. Ngoài ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình khoảng là 120g đường thốt nốt. Nếu mà không có đường thốt nốt này thì nó không ngon các bạn, hoặc là dùng đường vàng cũng được, đường cát cũng được, nhưng mà đường thốt nốt là ngon nhất nha. 120g đường và 40ml rồi ART ha, 40ml ART. Rồi đó là về cái phần chuối nó màu đỏ. Ngoài ra mình chuẩn bị cái phần bột cho chuối thì mình sẽ có ở đây là 280g bột năng và khoảng 220ml nước cốt dừa. Đó là về cái phần chuối nha các bạn. Còn về cái phần nước cốt dừa thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 80g bột năng nè, 80g bột gạo, khoảng 400ml nước cốt dừa và khoảng 100ml nước sôi ha. Cái phần chuối thì mình vẫn có sử dụng nước nha các bạn, 180ml nước sôi. Chuối thì khi mà các bạn mua về thì các bạn lột vỏ ra ha, sau đó mình cho nó vào trong thau. Mình sẽ ướp vào đây là 120g đường thốt nốt và 40ml RT. Mình sẽ trộn đều lên cho đường nó tan hết, rồi các bạn để vào trong ngăn mát cái tủ lạnh để qua một đêm nha. Nếu như mà đường nó không tan á, thì các bạn để bên ngoài đi, để bên ngoài khoảng nửa tiếng, 1 tiếng gì đó cho đường nó tan á, rồi các bạn trộn đều lên ha, rồi mình cũng cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh để qua một đêm nha. Rồi thì đây là cái phần chuối mà mình đã ướp với lại đường ha các bạn, qua một đêm này nè các bạn ha, nó lên màu vàng nè, rất là đẹp ha. Thì bây giờ mình sẽ đi sơn nha, mình đi sơn á. Khi mà mình đi sơn cái chuối này các bạn, thì trước khi mà mình sơn chuối thì mình sẽ cho nước đường vào đây ha, để mình sơn trước. Tại vì mình sơn chuối với đường luôn thì nó lâu lắm, mình sơn nước đường trước ha, cho nước đường mình nó sôi lên mà nó lên cái màu hơi hồng hồng một chút á, rồi mình cho chuối vào thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, thì khi mà các bạn nấu một lúc rồi cái nước đường này sẽ sôi lên ha, và nó có chuyển sang cái màu nó hơi hồng hồng một chút đó, thì lúc này mình cho chuối vào nha. Để hết toàn bộ cái chuối vào đây. Thời gian mà mình sơn chuối thì nó mất cỡ khoảng từ 25 đến 30 phút nha các bạn. Bạn nào mà sơn quen thì mình cứ để lửa vừa cho nó nhanh ha, còn bạn nào mà không quen thì cứ để lửa nhỏ, nó hơi lâu chút xíu nhưng mà nó chắc ăn hơn, nó không có bị cháy, bị khét ha. Đó, khi mà các bạn sơn được khoảng 10 phút á, 15 phút á các bạn, thì nước đường nó cạn nè, bắt đầu cái chuối mà nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ ha. Và các bạn sơn thì các bạn cũng đừng sợ nát, đằng nào lát nữa mình cũng phải dầm, mình phải xay ra để cho nó nhuyễn nó mịn á, nên là nó có nát hay chăng nữa cũng kệ nó ha. Rồi khi mà các bạn thấy cái chuối mình nó cạn khô, cái nước đường này vỡ lên cái màu đỏ như thế này rồi, thì bây giờ mình dầm ra ha, dầm cho nó nát ra, dầm cho nó nát ra, rồi mình sơn thêm cỡ khoảng 10 phút nữa là được, tính từ lúc mình dầm nó ra nha. Nói chung thì nếu mà mình sơn thêm á các bạn, thì cái bánh chuối ăn nó sẽ khô, nó cứng và nó giòn hơn. Còn nếu mà mình để luôn cái nước đường nhiều như thế này mà mình sơn á, mình cho nó vào trong bánh á, thì ăn nó sẽ mềm hơn à, nó tùy sở thích của các bạn nữa nha. Để mình dầm ra cái này để cho cái mặt chuối nó ra các bạn, nó lên cái màu ha. Còn bạn nào mà có cái xay á, cái máy xay cầm tay thì các bạn xay cũng được. Đây ha, sơn thêm có khoảng 10 phút nữa nha các bạn. Đây, khi mà mình sơn cái chuối mình nó lên cái màu đỏ như thế này và nó dẻo như thế này rồi ha các bạn, là được rồi ha. Rồi, tắt lửa. Mình chờ cho nó nguội ha, chờ cho nó nguội đi rồi mình sẽ cho vào trong bột. Đó, chuối này, bánh chuối này các bạn làm cái kiểu này ăn rất là ngon ha. Nó lạ miệng lắm, nó không giống như là kiểu bánh chuối hấp mà các bạn hay thấy làm cái kiểu màu vàng vàng mà mình cắt chuối với chuối trên mặt ha. Ăn cái này thì nó thơm mà nó dẻo hơn. Cái phần chuối á, thì mình sẽ cho vào đây là 280g bột năng ha. Thế nó có dư một xíu cũng không sao đâu. Rồi cuối cùng tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 220ml nước cốt dừa. Nước sôi thì mình sẽ cho là 180ml nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều lên ha. Khuấy đều lên và các bạn để cho cái bột mình nó nghỉ cỡ khoảng 30 phút nha, cho bột nở ra. Đó, các bạn khuấy mạnh tay thêm một chiều như thế này ha, khuấy đều, khuấy mạnh tay lên. Thì các bạn khuấy kỹ như vậy, một lát nữa khi mà mình ăn cái bánh, cái lớp chuối các bạn, nó sẽ có cái độ giòn sực sực rất là ngon. Cái này giống như là mình lấy trùng bột vậy đó, nhưng mà mình lấy trùng cái kiểu này là nó vẫn chưa có giòn nhiều. Nếu mà giòn nhiều mình bắt lên bếp mình khuấy ha. Còn cách này thì mình chế nước sôi thôi, cái độ giòn ít hơn. Khi mà các bạn thấy bột mình mà nó mịn á, mịn hết là được nha. Khuấy cỡ khoảng 5 phút á, 5 đến 7 phút. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cho cái lớp bột màu trắng nha các bạn. Mình cho vào đây á, là 400ml nước cốt dừa. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 100ml nước sôi.
rồi ha, khuấy sơ sơ lên. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 80g đường. Bột năng thì mình cho 80g ha, và 80g bột gạo luôn. Để cái bánh mình ăn nó đậm đà, nó ngon hơn á, thì các bạn cho mình vào đây thêm một xíu muối nữa ha. Rồi ok ha, thì đây là cái phần bột màu trắng nha các bạn. Cái phần bột này các bạn khuấy tan lên xong thì các bạn cũng để cho nó nghỉ ha, để cho nó nghỉ cỡ khoảng 30 phút để cho bột nở ra. Thì cái phần bột màu trắng này nếu mà các bạn muốn ăn cho nó giòn á, thì các bạn sẽ bắt lên bếp ha. Hoặc là mình chế nước sôi vào trong cái phần bột năng á, mình lấy trùng bột thì nó ăn nó sẽ giòn hơn. Nhưng mà thường thì cái này mình ăn nó sẽ mềm, cho nó ngon ha. Một cái lớp chuối nó giòn ăn là được rồi. Ok ha, khuấy cho tan hết bột rồi để cho nó nghỉ 30 phút nha các bạn. Rồi chuối sau khi mình để cho nó nguội bớt này nè các bạn ha, mình cho hết phần chuối vào trong cái phần bột ha. Cho vào xong các bạn trộn đều lên. Vì do trong cái phần chuối này mình có đường rồi đó các bạn, nên là cái phần bột chuối thì mình không cho đường nữa nha. Mình chỉ cho đường vào trong cái phần bột nước cốt dừa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp là một nồi nước sôi ha. Mình cho cái sửng vào đây, cho cái sửng, cho cái khuôn vào đây. Mình đổ vào đây là 1/2 cái lượng bột bánh chuối nha các bạn. Lớp chuối ha, mình đổ vào đây 1/2. Còn 1/2 đó nữa mình làm cái lớp sau á. Thì cái lớp đầu tiên này các bạn hấp cho mình là 15 phút ha, hấp với lửa nhỏ, tính từ lúc nước sôi nha các bạn. Bắt lên bếp một cái sửng nước sôi, rồi cho bánh chuối vào hấp 15 phút, hấp lửa nhỏ. Đây mình sẽ trải cho nó đều ra nha. Trải đều cho nó phẳng cái mặt ra, thì lát mình ra cái lớp này lớp kia nhìn nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là các bạn không thích thì các bạn đổ luôn một lần cũng được nha. Mình làm này là kiểu giống như mình làm kiểu bánh chuối da lợn á các bạn, nó có nhiều lớp. Và cái bánh chuối này nó cũng khó hơn bánh da lợn ở chỗ là bánh da lợn thì mình là cái bột lỏng á, thành thử ra nó đều. Còn cái này là do cái chuối các bạn nghiền ra thì nó sẽ còn hơi lợn cợn, kiểu lợn cợn á. Nên là nó không kiểu như cái lớp này lớp kia nó không có phẳng nhau được. Ha, mình làm thì nó cũng tương đối phần nào thôi. Rồi ok ha, mình đậy nắp lại nha các bạn, đậy nắp lại hấp cho mình là 15 phút. Rồi sau khi mình hấp 15 phút xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa lên. Thì trước khi mà cho các bạn nhớ các bạn khuấy kỹ ha, khuấy kỹ ở dưới đáy nồi nè. Để cho cái bột nó lắng xuống bên dưới á, nó tan ra. Rồi bây giờ mình múc bột mình cho vào ha. Rồi ok ha, mình cũng sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Đậy nắp lại và các bạn hấp cho mình là 15 phút ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho toàn bộ cái phần là bánh chuối còn lại ha các bạn ha, cho lên đây. Cho cái lớp chuối còn lại lên. Cái này thì cũng vừa ăn rồi ha, nên là mình không cần là phải cho thêm nước cốt dừa rồi đường hay gì đâu ha các bạn ha. Ăn là nó cũng đã vừa ăn rồi, vị của nó sẽ là ngọt ngọt và cực kỳ thơm với mùi chuối luôn. Nhất là chuối mà mình ướp với lại đường với lại RT qua đêm đó các bạn. Sau khi mình cho lớp chuối này lên rồi thì mình cũng sẽ đậy nắp lại ha. Mình hấp tiếp 15 phút nữa rồi mình cho cái lớp nước cốt dừa cuối cùng lên. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái lớp nước cốt dừa cuối cùng lên ha các bạn. Đổ cái lớp nước cốt dừa này lên rồi thì các bạn đậy nắp lại và mình hấp 20 phút ha. Lớp cuối thì mình sẽ hấp 20 phút. Đây ha, bánh sau khi mà mình hấp chín xong rồi đó các bạn để nguội, hoặc là các bạn ngâm nó vào trong cái thau nước á để cho nó nhanh nguội. Mình lấy con dao mình cuốn cái bằng bọc thực phẩm lại để mình cắt bánh ra cho nó dễ. Cắt xung quanh cái rìa bánh đó các bạn ha, là mình trút cái bánh ra. Đó các bạn thấy không? Khi mà bánh chuối mình hấp chín á, nó lên cái màu hồng hồng đỏ đỏ nè, rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem. Nhớ là mình quấn cái bằng bọc thực phẩm lại nha, để cho cắt bánh ra nó dễ, chứ còn nếu không thì các bạn để con dao không á, nó sẽ bị dính á. Rồi các bạn ha, mình có vừa có lớp chuối nè, vừa có lớp nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa thì béo thơm ha, lớp chuối thì ăn ngọt ngọt, rất là hấp dẫn nha. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Kết đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món bánh chuối hấp theo cách như kiểu như mình làm cái bánh chuối da lợn á các bạn. Vừa có lớp chuối, vừa có lớp da lợn nè, rất là ngon. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món bánh này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.